đi. Thế 3 giờ chiều mới xong. Trời, ghê rồi. Anh Liêm đang giỡn. Tóc em một dài rồi nó hơi xoăn luôn nè. À, đúng rồi, giống mẹ anh. Bao nhiêu lâu rồi em tóc? Hồi tháng 7 năm ngoái anh. Get up, get up, do the up rock. Get down and shake it when the beat drop. Get up, well get up. Get up, do the up rock. Get down and shake it when the beat drop. Get up, well get up. Come on, kick the funk. Rock to the rhythm, go. Tóc của Đạt á, nó mềm với lại nó không có nếp á. Nên bây giờ anh sẽ sử dụng cho em một cái loại pomade này. Là pomade do anh làm ra. Nó rất là cứng nên nó sẽ giữ nếp rất là tốt. Nó là heavy hơn. Nó sẽ giữ tóc em thật là chặt và theo đúng cái nếp mà em muốn. Tóc của em nó chưa có được cái nếp tóc á. Bây giờ anh sẽ sử dụng cái loại này, nó cứng và nó giúp em giữ được cái nếp tóc mà theo mà em thích. Khi mà em đi diễn hay gì đó thì em có thể sử dụng nó. Giờ sau này em đỡ phải đổi nón nhiều hơn em. Đúng rồi. Và nó rất là nó thoải mái, nó không có làm cho em kiểu bị nặng cái đầu quá. Và nó không có đít đâu. Sử dụng xong rồi hai tay nó rất là em xả nó ra, nó cũng dễ nữa. Tại vì nó làm từ gốc nước nên mà khi gặp nước á thì tự động nó sẽ trôi ra hết, đúng không? Em nghe mùi nó cũng thơm nữa anh. Đúng rồi. Mùi rất là thơm, rất là dễ chịu. Get up, get up, do the up rock. Get down and shake it when the beat drop. Get up, well get up. Get up, get up, do the up rock. Get down and shake it when the beat drop. Get up, well get up. Here we go. Rock to the rhythm, go. Lúc nãy là anh vuốt cho em cái kiểu pompadour, đúng không? Cái bồng lên cao như vậy thì nó sẽ thích hợp khi mà em đi diễn hay như thế nào đó. Còn bây giờ anh sẽ vuốt cho em một kiểu khác, đó là sidepack. Hai kiểu nó khác nhau sao vậy anh? Thì pompadour là nó sẽ chảy ngược hết về sau và nó bồng cao lên như vậy, đúng không? Nó sẽ rất là cổ điển. Còn sidepack á thì nhìn nó sẽ năng động hơn. Nó sẽ có một phần nhỏ bên đây, một phần chảy ngược qua đây, qua đây, đúng không? Kiểu đi học sinh để cũng được nữa. Đúng rồi. Nhìn rất là lịch sự, rất là old school, đúng không? Get up. Well, get up. Get up, get up, do the up rock. Get down and shake it when the beat drop. Get up. It's like that, y'all. Get up, get up, do the up rock. Get down and shake it when the beat drop. Thì cái đặc tính của cái heavy horn này, nó giữ nếp rất là chặt và cái độ bóng của nó tương đối vừa phải, nó không có bóng quá thì nó không có kiểu giống như là nó nhìn nó sẽ bóng mượt lắm, nó rất là tự nhiên. Và nó cũng được làm từ cái water bay, cái gốc nước, thì cái việc mà xả ra rất là dễ. Khi mà chạm vào nước rồi đó thì cái lượng pomade ở trong nó sẽ ra hết nên rất là dễ. Và nó có một cái hay nữa, đó là nó không có rít. Các bạn hay bị một cái là xài pomade hoặc là xài gel, xài wax xong thì tay các bạn rất là rít. Còn cái heavy horn này Liêm làm nó khi mình vuốt xong thì hai tay của mình rất là thoải mái. Mình có thể rửa nhẹ một cái là được rồi, không cần dùng tới xà bông.